Chào mừng quý vị đến với chương trình Điểm tin giá vàng hôm nay ngày 23 tháng 11 trên kênh thông tin Invest TV. Thưa quý vị, giá vàng thế giới tính đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam đang giao dịch quanh ngưỡng 1871 đô la Mỹ một ounce, tăng 1 đô la Mỹ so với giao dịch cùng thời điểm này sáng ngày hôm qua. Giá vàng thế giới trứng lại do các nhà đầu tư ngày càng lạc quan về vaccine COVID-19, cùng với việc Bộ Tài chính Mỹ kêu gọi chấm dứt các chương trình cho vay khẩn cấp, cũng làm hạn chế sức hút trú ẩn an toàn của vàng, Bên cạnh đó, vàng cũng có thể bị ảnh hưởng khi các nhà đầu tư đổ tiền vào các loại tài sản khác khi nền kinh tế đang phục hồi. Và ngay cả khi đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu hoặc lạm phát tăng lên, vàng có thể vẫn có nguy cơ thất bại trước Bitcoin. Để vàng bứt phá trên 1.900 đô la Mỹ, thị trường cần thêm thông tin về các biện pháp kích thích mới vào năm 2021. Còn tại thị trường trong nước, giá vàng trong nước trong phiên giao dịch hôm nay cũng đã có sự điều chỉnh tăng so với phiên giao dịch cùng thời điểm sáng qua. Tại các tỉnh, thành phố từ Bắc xuống Nam, giá vàng SJC hiện chưa có sự điều chỉnh so với phiên giao dịch cùng thời điểm sáng qua ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Cụ thể là giá vàng SJC tại các tỉnh, thành phố được niêm yết ở mức như sau. Vàng SJC Hà Nội mua vào 55 triệu 750 nghìn, bán ra 56 triệu 220 nghìn. SJC Đà Nẵng mua vào 55 triệu 750 nghìn, bán ra 56 triệu 220 nghìn. Vàng SJC Nha Trang mua vào 55 triệu 740.000, bán ra 56 triệu 220.000. SJC Cà Mau mua vào 55 triệu 750.000, bán ra 56 triệu 220.000. SJC Bình Phước mua vào 55 triệu 730.000 và bán ra là 56 triệu 220.000. SJC Huế mua vào 55 triệu 720.000, bán ra 56 triệu 230.000. SJC Biên Hòa mua vào 55 triệu 750.000. Bán ra 56 triệu 200.000 SCC miền Tây mua vào 55 triệu 750.000 bán ra 56 triệu 200.000 SCC Quảng Hải mua vào 55 triệu 750.000 bán ra 56 triệu 200.000 Scc Đà Lạt mua vào 47 triệu 770.000 bán ra 48 triệu 200.000 Sc Long Xuyên mua vào 55 triệu 770.000 bán ra 56 triệu 250.000 còn tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng các loại hôm nay cũng đã được điều chỉnh tăng so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua. Cụ thể, được niêm yết ở mức như sau. SJC Hồ Chí Minh từ 1 lượng đến 10 lượng mua vào 55 triệu 750 nghìn, bán ra 56 triệu 200 nghìn. Nhẫn 4 số 9 từ 1 chỉ đến 5 chỉ, mua vào 53 triệu 900 nghìn, bán ra 54 triệu 400 nghìn, tăng 50 nghìn ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 4 số 9, mua vào 53 triệu 400 nghìn, Bán ra 54 triệu 100.000 tăng 50.000 ở cả hai chiều vàng nữ trang 24k mua vào 52 triệu 564.000 bán ra 53 triệu 564.000 tăng 49.000 ở cả hai chiều vàng nữ trang 18k mua vào 38 triệu 729.000 bán ra 40 triệu 729.000 tăng 37.000 ở cả hai chiều vàng nữ trang 14k mua vào 29 triệu 693.000 bán ra 31 triệu 693.000 tăng 29.000 ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 10K mua vào 20.712.000, bán ra 22.712.000, tăng 21.000 ở cả hai chiều. Còn tại một số tổ chức lớn, giá vàng hôm nay đang được niêm yết ở mức như sau. Doji Hồ Chí Minh mua vào 55.710.000, bán ra 56.140.000. Doji Hà Nội mua vào 55.750.000, bán ra 56.150.000. PNJ Hồ Chí Minh mua vào 55 triệu 700 nghìn, bán ra 56 triệu 150 nghìn. PNJ Hà Nội mua vào 55 triệu 700 nghìn, bán ra 56 triệu 150 nghìn. phú quý SJC mua vào 55 triệu 750 nghìn, bán ra 56 triệu 100 nghìn. My Hồng mua vào 55 triệu 870 nghìn, bán ra 56 triệu 070 nghìn. Bảo tín Minh Châu 55 triệu 730 nghìn bán ra 56 triệu 010 nghìn. Tại một số ngân hàng lớn, giá vàng SJC cũng đã có sự biến động so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua, cụ thể được niêm yết ở mức như sau. Exim Bank mua vào 55 triệu 770 nghìn, bán ra 56 triệu 020 nghìn. ACB mua vào 55 triệu 700 nghìn, bán ra 56 triệu. Sacombank mua vào 55 triệu 550 nghìn, bán ra 56 triệu 300 nghìn. SCB mua vào 55 triệu 750.000 bán ra 56 triệu 150.000 Bank mua vào 55 triệu 190.000 bán ra 56 triệu 380.000tbank Gold mua vào 55 triệu 750.000 bán ra 56 triệu 150.000 thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình điểm tin giá vàng hôm nay trên kênh thông tin invest TV nếu như quý vị cần tư vấn về các vấn đề tài chính, đầu tư hay là thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 08 2346 5555 hoặc địa chỉ mail là ban biên tập a.invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.